Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hóa luôn nhá. Tiếp tục các video thì đầu xuân năm mới bên em sẽ có gửi lời chúc tới toàn thể các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng. Và đầu năm thì bên em sẽ có chương trình giảm giá cực sốc để bán lấy may cho tất cả các bác. Thì các bác vui vẻ hoan hỉ ủng hộ cho Simulife nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhấn đỏ phía dưới giúp em. Và ngày hôm nay em giới thiệu tất cả các bác và em sẽ có những giảm giá sốc lân tiếng này, mic này, vang cơ lai số này, vang số này, quản lý nguồn, đẩy 2 kênh và đẩy 4 kênh. Thì rất mong tất cả các bác xem video ủng hộ cho Simulife nhá. Bác nào cảm thấy hay và rẻ chất lượng các bác ủng hộ Simulife. Ok chưa? Thì sản phẩm đầu tiên nãy em sẽ thanh lý lân tiếng cho các bác giá cực kỳ sốc luôn các bác nhá. Tất cả đầu năm bên em đều có chương trình là khuyến mại bán tặng kèm phụ kiện cho các bác. Đây là một cơ hội các bác mua được với mức giá rất tốt các bác nhá. Giới thiệu tất cả các bác, đây là một chiếc vang cơ lai số của chính hãng Tamashi, model là FX19 Plus Tamashi Pro các bác nhá. Nếu bác nào theo dõi vào cái giống giống cái mã của ETC á, mà bên em đã bán và phân phối cho các bác rất nhiều, thì đây là dòng vang cơ lai số của chính hãng Tamashi Pro, model là FX19 Plus, phiên bản đã nâng cấp các bác nhá, mẫu mới nhất. Ok chưa? Giới thiệu qua các bác một chút nhá. Một chiếc vang cơ lai số mà hiện nay đang làm mưa làm gió trên thị trường, và đặc biệt cái giá rất tốt cho tất cả các bác. Tiếng của nó thì rất hay rồi, eco thì vật riêng biệt đấy. Ok chưa? Và giới thiệu qua các bác một chút về chức năng. Đây, USB này, các bác cắm nhạc này. Đấy, phần play này, nick trái phải này, các bác sử dụng phần USB này. Input thì các bác có thể chọn, ở đây có làm sao ạ? AUX1, AUX2, Bluetooth, chế độ cổng quang, chế độ COA. Ok chưa? Và con này có chế độ EQ. Đấy, 1 chế độ EQ này, 2, 3, 4, 5, 5 chế độ EQ. Đấy, các bác nghe nhạc. Và chế độ Protein này các bác có thể là khi các bác lắp vang trong hội trường ấy, các bác bật chế độ Protein này lên thì khi các bác có thể nói mic thì nhạc sẽ tự ngắt. Ok chưa? Và đặc biệt các bác nhá, con này có 1, 2, 3, 4 cấp độ trung hú. Được chưa? Thường thường em sẽ để các bác là mức 1, mức 2. Đó. Và trên màn hình hiển thị là mic tổng, effect tổng, music tổng và cổng sub. Đúng không ạ? Và control là các bác cài đặt chương trình. Đấy, phần music này. Đấy, các bác thể music volume to nhỏ này. Các bác muốn mic nhỏ các bác ấn mic to nhỏ này, hoặc là trên điều khiển remote các bác nhá. Và effect thì con này các bác chỉnh rất dễ luôn các bác nhá. Đấy, chỉnh giải chép này, tăng chép của music này, tăng giải trung này, tăng giải bass của nhạc này. Và phần mic cũng tương tự như vậy. Ok chưa? Đặc biệt effect, đây là effect tổng. EQ của effect là bass trung tép. Đó. Ok chưa? Đây là phần reverb của phần effect. Đúng không ạ? Phần repeat đó. Phần reverb time này. Phần delay này. Phần repeat này. Ok chưa? Và chiếc vang này bây giờ em sẽ có một chương trình là bảo hành 25 chính hãng của Tamashi. Đằng sau kết nối thì các bác hướng dẫn nào, đằng sau có hai cổng mic các bác nhá. Và volume to nhỏ của mic đằng sau. Preset là chế độ có thể là chúng ta hãm nhạc đằng sau. Hai cổng tín hiệu input AUX1 và AUX2, cổng quang COA các bác nhá. Và chế độ Bluetooth. Đó. Và con này có 3 cổng thì hai cổng chính các bác kết nối là từ reference kết nối xuống đẩy hoặc omni và cổng sub các bác nhá. Đặc biệt con này cắt sub nó sẽ sạch tiếng, rất là sạch tiếng các bác nhá. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ alo thử tiếng alo cho các bác nghe. Ok ạ. Tiếng alo cho các bác nghe xem chất lượng của các bác như nào. Em sẽ giảm tiếng reverb chỉ echo không à? Em sẽ giảm tiếng echo không cho các bác nghe nhá. Tăng tiếng reverb này. Ok chưa? Tiếng con này rất là hay, chống hú rất là tốt các bác nhá. Giải mã cổng quang, tiếng con này ra chất lượng nhạc rất là hay luôn. Đặc biệt ngày hôm nay sẽ có một mức giá đầu năm tri ân tất cả các bác, một mức giá rất tốt này. Được chưa? Em sẽ bán với mức giá đầu năm cho tất cả các bác khai xuân này. Ok chưa? Một chiếc vang cơ lai số chính hãng của Tamashi. Đấy, đến từ thương hiệu Nhật Bản. Model là FX19 Plus với mức giá là bao nhiêu ạ? 1.200.000 các bác nhá. 1.200.000 một chiếc vang này, bảo hành 25 tất cả bác luôn. Và đi kèm phụ kiện của nó là gì ạ? Đi kèm phụ kiện nó là gì ạ? Một chiếc remote điều khiển từ xa các bác nhá, một chiếc remote điều khiển từ xa. Đó.
Tiếp theo là một dây cổng quang dài 3m, à, dài 1m8, 2m. Các bác nhá. Một chiếc dây cổng quang các bác kết nối cổng quang xịn luôn nhá. Đi kèm theo của nó là sẽ tặng các bác một bộ pin sạc luôn. Chương trình khuyến mại đầu năm rất có nhiều chế độ ưu đãi. Các bác mua một chiếc vang chỉ có 1.200.000 thôi, vì em đã bao ship rồi. Các bác chỉ việc nhận hàng thanh toán là một kiểm tra thanh toán 1.200.000, được tặng kèm dây jack kết nối này, được chưa? Và đầy đủ phụ kiện cho các bác, dây quang này và bộ pin sạc. Thì thực sự các bác, một chiếc này em bán hầu như là lợi nhuận có rất ít đi, tức là bán đầu năm khuyến mại cho tất cả các bác rồi. Bác nào chốt vang Tamashi nhá, chốt vang Tamashi, được chưa nào? Vang cơ lai số chống hú, tiếng cực kỳ hay luôn. 1.200.000 bên em bao ship bảo hành các bác 25 luôn. Các bác chốt nhắn tin qua số điện thoại của em 0352910099 nhá. Các bác ghi là chốt vang Tamashi. Chốt vang Tamashi các bác nhá. 1.200.000 thôi. Các bác đi kèm được cái gì ạ? Một bộ pin sạc này, đấy, một dây quang này và đầy đủ phụ kiện dây jack kết nối, các bác không thiếu được gì. Các bác chỉ việc nhận hàng, test và kiểm tra thanh toán đúng 1.200.000. Em chỉ có đầu năm em chỉ có giảm giá các bác 5 chiếc các bác nhá. 5 chiếc với băng cơ đại số thôi. Ok chưa? Các bác đang xem video ủng hộ xin một like nhá. Tí em sẽ thanh lý nâng tiếng cho bác giá cực rẻ vài trăm nghìn thôi. Đầu năm rất mong các bác nào săn hàng giá rằng ngon giá rẻ. Các bác vui lòng ủng hộ cho xin một like nhá. 1.200.000 các bác nhá. Ok, tiếp theo sang bên phần quản lý nguồn các bác nhá. Tiếp tục lại những chiếc quản lý nguồn của chính hãng ETC model là E10. Ngày hôm nay tiếp tục đầu năm bên em lại có chương trình khuyến mại, sale khuyến mại cho tất cả các bác với 5 chiếc quản lý nguồn của ETC E10. Con này đều có lọc nguồn hết các bác nhá. Được chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Đằng sau có 8 cổng 2 4 6 8 cổng và đằng trước một cổng là 9 cổng. Automat này, chống chập cháy này các bác nhá. Được chưa? Dây của nó rất là to luôn, kể các bác làm sự kiện thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Và con này của chính hãng ETC, hàng sẽ được bảo hành các bác 25. Bên em sẽ có chương trình bảo hành tất cả các bác cho các bác đầy đủ. Và bên em ngày hôm nay đầu năm khuyến mại sẽ khuyến mại cho tất cả các bác một chiếc quản lý nguồn như này. Sẽ khuyến mại 5 chiếc với mức giá là bao nhiêu ạ? 1.150.000 bên em bao ship. 1.150.000 bên em bao ship. Được chưa? 1.150.000 bên em bao ship với những chiếc quản lý nguồn này. Các bác nào vui lòng là đầu năm mua đều có chương trình khuyến mại hết, đều tặng các bác pin sạc hết. Bộ pin sạc của chính hãng Double nhá. Các bác mua bộ này bên ngoài đã bao nhiêu tiền rồi ạ? Mà bên em đã bán cho các bác là chỉ có 1.150.000 một chiếc quản lý nguồn này. Sale cho các bác 5 chiếc, các bác nào ghi chốt nhanh nhá, bởi không còn không còn nhiều các bác nhá. Đầu năm sẽ khuyến mại nó đều có số lượng cả. Các bác ghi là chốt quản lý nguồn ETC, chốt nhắn tin qua số điện thoại giúp em hoặc gọi điện liên hệ trực tiếp em 0352910099. 1.150.000 sẽ được tặng một bộ pin sạc. Bộ pin sạc này các bác đã đến dặn trị giá 200.000 chưa? Ok chưa ạ? 1.150.000 các bác nhận hàng test kiểm tra đúng sản phẩm. Các bác không cần phải cọc gì cả. Test kiểm tra đúng sản phẩm. Một chiếc quản lý nguồn này, kể các bác tháo ra xem nội thất chi tiết rõ ràng luôn. Ok chưa ạ? Các bác nhận hàng test kiểm tra thanh toán 1.150.000 được tặng bộ pin sạc luôn. Một mức giá đầu năm bên em chương trình chiên khuyến mại cho các bác giá cực kỳ sốc rồi. Các bác vui lòng hoan hỉ xem video ủng hộ xin like nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Các bác đang xem video ủng hộ xin một like nào. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nút đỏ phía dưới giúp em. Và bên em tiếp tục ngày hôm nay chương trình đầu năm sẽ có sale rất nhiều chương trình khuyến mại để bán đêm nay và có những sản phẩm giá cực kỳ tốt và sốc cho tất cả các bác nhá.